Sài Gòn Đâu Biên Hòa, không gian trưng bày đẳng cấp với những mẫu cửa chất lượng hàng đầu. Và chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục tham quan showroom của Sài Gòn Đâu. Ngày hôm nay hãy cùng Hiểu Yên trải nghiệm không gian trưng bày của showroom Sài Gòn Đâu ở địa chỉ 1725 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhé. Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực cửa gỗ công nghiệp, Sài Gòn Đâu liên tục phát triển và mở rộng mạng lưới bán hàng với hơn 35 hệ thống đại lý và showroom tại nhiều thành phố lớn. Showroom mà Hiểu Yên đang đứng tại đây tọa lạc tại vị trí thuận lợi ở trong khu vực trung tâm Biên Hòa. Showroom của chúng tôi không chỉ dễ dàng tiếp cận mà còn đáp ứng nhu cầu tham quan và trải nghiệm sản phẩm của khách hàng tại đây. Đến với lại showroom Sài Gòn Đâu Biên Hòa thì bạn ngay lập tức sẽ bị thu hút bởi những mẫu cửa không chỉ đẹp mắt mà còn mang tính ứng dụng cao, chẳng hạn như là cửa composite, ABS, đẹp mềm chống thấm nước hay cửa gỗ vân sang trọng, tất cả đều có mặt ở đây. Sài Gòn Đâu tự hào mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng. Tất cả những sản phẩm đến từ Sài Gòn Đâu đều được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, sử dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ cho mọi không gian sống. Cửa composite với khả năng chống ẩm, cách âm tốt và độ bền cao là sự lựa chọn lý tưởng cho những căn phòng cần sự yên tĩnh và riêng tư, mẫu mã phong phú, dễ dàng tùy chỉnh theo yêu cầu. Không chỉ mang đến chất lượng vượt trội, cửa composite còn có mức giá vô cùng phải chăng cho mọi gia đình và doanh nghiệp. Chỉ với 3.900.000 đồng thì đã có thể sở hữu một bộ cửa bao gồm cửa, khung bao, nẹp cửa, bản lề và khóa cửa vô cùng chất lượng. Cửa ABS là giải pháp hoàn hảo cho những ai tìm kiếm sản phẩm nhẹ, bền và giá cả phải chăng. Sản phẩm có nhiều màu sắc, kiểu dáng khác nhau, mang lại sự hiện đại cho mọi không gian. Với 4 triệu cho một bộ cửa, đây là lựa chọn hợp lý cho mọi ngân sách. Ngoài ra thì cửa ABS còn có độ bền cao, giúp tiết kiệm chi phí bảo trì trong thời gian dài. Cửa gỗ công nghiệp của Sài Gòn Đâu mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và độ bền. Với thiết kế hiện đại, đa dạng màu sắc vân gỗ, sản phẩm không chỉ tôn lên vẻ đẹp sang trọng cho mọi không gian sống mà còn đảm bảo khả năng cách âm, cách nhiệt hiệu quả. Với mức giá chỉ từ 2.700.000 đồng, Sài Gòn Đâu cam kết mang lại chất lượng vượt trội với mức giá thấp nhất trên thị trường hiện nay. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một bộ cửa vừa chất lượng vừa tiết kiệm. Ngoài ra thì tại showroom đang trưng bày rất là nhiều những mẫu cửa với mẫu mã và chất liệu vô cùng đa dạng. Quý khách hàng có thể đến trải nghiệm trực tiếp tại địa chỉ 1725 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sài Gòn Đâu tự tin rằng chúng tôi không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng mà còn cung cấp chính sách bảo hành, bảo dưỡng và hậu bán hàng chu đáo bậc nhất. Đặc biệt, Sài Gòn Đâu đang có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn, giảm giá lên đến 10% cho tổng hóa đơn dành cho những khách hàng trải nghiệm sản phẩm và mua trực tiếp tại cửa hàng. Quý vị còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay với địa chỉ 1725 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video này. Hãy để lại thông tin ở phía dưới phần bình luận hoặc liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Sài Gòn Đâu, nơi cung cấp giải pháp cửa nội thất cho mọi không gian của bạn.